Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý tách hình trên nền xanh. Và cái điều đặc biệt nhất trên cái tấm ảnh này, background, chroma key, là ta muốn tách ra đặc điểm của nó, là nó sẽ tạo ra một cái áp sắc trên cái nhân vật. Ví dụ như trên gương mặt, trên áo, chân, tay, vân vân. Khi ta đã tách hình nền ra thì những cái áp sắc đó còn bám lại ở trên cái chủ thể của vật, của hình ảnh. Quan trọng nhất là ta cần xử lý đó là loại bỏ những cái áp sắc ở trên hình đi, để cho tấm hình của mình nó được chân thật hơn. Và cái điều quan trọng nhất ở đây là khi các bạn đi làm ở công ty thì các công ty nước ngoài họ chụp trên ảnh thành xanh như vậy, cái yêu cầu của họ là tách cái ảnh đó ra và làm sao cho nó giống như thật và ghép vào các phong khác mà họ yêu cầu. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý tấm ảnh này. Một là tách ảnh ra, hai là xử lý áp sắc, ba là tha phong ghép nền, bốn là tạo cái bóng đổ để cho nó chân thật hơn. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm điều đó, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm. Thì đầu tiên tôi đã chuẩn bị cô gái và background. Thì sau đó tôi sẽ chọn cái background này. Cái kích thước cùng với cái background này, cái kích thước đây là 16.26, thì ở bên đây 16.26 cho bằng nhau. Và ta chỉ cần việc là kéo cái tấm ảnh này qua bên cô gái này, và sau đó ta sẽ nhân lên một lớp Ctrl Z và đưa tấm ảnh này lên. Và bước thứ hai đó là ta sử dụng công cụ là Pen Tool. Ở đây tôi hướng dẫn cho các bạn sử dụng công cụ Pen Tool là chủ đạo trong công việc tách hình ảnh, vì công cụ Pen Tool xử lý hình ảnh rất tốt và nó tạo ra một cái sự chính xác nhiều hơn là công cụ Magic Pen Tool. Nên tôi hướng dẫn cho các bạn cái kỹ thuật là sử dụng Pen Tool. Thì ta bắt ở điểm này, ta sử dụng Pen Tool, ta cắt theo cái ảnh này.
và ta đã cắt xong và đã có các vùng chọn như thế này. Bước thứ hai, ta sẽ click chuột phải và chọn vào marker selection hoặc là Ctrl Enter để tạo vùng chọn. Ở đây tôi cho là fader radius là 0.5. ok, thì tôi đã có được cái vùng chọn và sau đó tôi sẽ nhân lên một lớp, Ctrl Z nhân lên một lớp và tôi tắt đi cái lớp này. Tôi đã tắt được tấm ảnh của cô gái này lên. Ta sẽ xử lý tóc của cô gái này như sau. Thì tôi sẽ tắt đi cái lớp này và tôi giữ lại cái lớp ở dưới đây và tôi chọn là Eraser Tool khoanh vùng tóc của cô gái này và sau đó tôi sẽ cho nghe của cái đường biên này ra. Tôi gọi select, chọn modify, chọn fader thì ở đây tôi cho là 20, tạo lên một cái ô nghè của cái đường này. Ok, cái background này nhé. Ok, và sau đó tôi sẽ nhân lên một lớp. Đây các bạn xem, cái đầu nghè 20 như thế này. Và tiếp tục ta vào trong email, chọn adjustment và chọn vào desaturate, shift Ctrl U để cho nó thành ảnh trắng đen. Ta click vào, sau đó ta vào, ta chọn Multiline cho nó chung hòa với hình ảnh này. Đây layer, chọn adjustment, chọn hue, ta sẽ tăng cái ánh sáng này lên để cho nó hòa chọn vào cái background. Đây, tăng lên như vậy. Ok, khi đó ta sẽ mở cái lớp đầu tiên này và tôi sử dụng mặt nạ. Tiếp tục bạn sẽ sử dụng công cụ Brush Tool để xóa đi cái lớp ở trên, phóng to ảnh lên và sử dụng cái đầu cọ mềm xóa nó đi. Đây đấy, bạn sẽ xóa nó đi. Đây, xóa nó đi và tôi sẽ sử dụng pen tool để tôi cắt ở cái điểm gần này. Đây, cho fader đây là 0.5. xóa nó đi và tôi sử dụng là rít sẽ xóa nó đi. Ở đây các bạn xử lý cẩn thận chút ở bên đây, bên ngoài để xử lý cẩn thận một chút. Đây tôi sử dụng là bên tôi và tôi vẽ cái đường bát ở đây. Đấy, cái bên tool nó có lợi hại như vậy đó. Và ở đây tôi sẽ vẽ luôn cái đường bát ở đây luôn và tôi loại bỏ đây cho nhanh và tôi cần chọn enter, chọn là fader 0.5 và tôi chuyển cái pho ra bắt đầu lên màu trắng và tôi delete. Đấy, và sau đó ở cái lằn tóc này còn mềm thì ta sử dụng là brush và chuyển cái color lên màu đen và ta xóa nó đi cho nó mềm đi cái sợi tóc. Tiếp tục tôi sử dụng là pen tool và tôi cắt ở trong này như thế này. Đấy, Ctrl Enter và tôi chọn fader là 0.5 và tôi chuyển cái foreground lên thành màu trắng, delete đi. Đấy, thì tôi đã tách được, loại bỏ được cái sợi tóc của cô gái này.
Thế đây, tôi đã tắt được cảm này lên. Và cái bước tiếp theo, khóa cái băng rào này lại. Để làm gì? Để khi mà các bạn sử dụng công cụ, nó sẽ không lem ra bên ngoài này. Thì bước thứ hai đó là tôi sử dụng công cụ rít. Để làm gì? Để tôi thử cái độ áp sắc ở trên người cô gái này, ví dụ như gương mặt và áo, tay, chân. Thì bây giờ tôi sử dụng công cụ là rết tôi ở cái mốt, tôi chọn là cái mốt là color trực tiếp lên cái lớp này. Và cách thứ hai đó là tôi không xử lý trực tiếp trên cái nét da của gái này. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái cách một và cách thứ hai tôi sẽ nói sau cái bài tiếp theo. Đầu tiên các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là brush này và cho nó xuống là 20% và cái đồ ăn nó là 100%. Thì bạn hút vào một cái điểm da đẹp trùng gần giống chiếc cái màu da này và bạn quét lên. Tôi hút ở đây và tôi quét lên để tôi xử lý. Đây, ở đây màu trắng thì tôi sẽ cho background là màu đen thì nó cũng thành màu trắng. Đây và ở đây cũng vậy. Tóc này đây còn áp sắc xanh thì ta xử lý nó đây luôn. Và tiếp theo ta sẽ xử lý trên cái áo của cô gái này là nó bị áp sắc xanh màu trắng. Áp sắc xanh thì ta sẽ chọn trên cái điểm màu trắng và ta quét lên. Đây, ta khử màu nó trên cái vùng trắng này, ta sẽ khử màu nó thành là màu trắng, nó không còn áp sắc xanh nữa. Đây, như vậy ta đã giải quyết được cái áp xanh ở trên áo của cô gái. Và tiếp theo thì ta sẽ xử lý cái áp sắc tay và chân, chọn là công cụ rít và ta hút vào cái điểm màu da thật. Đây, ta sẽ hút ở cái điểm màu da thật, ta sẽ vào đây chọn FPT là 20 trên làn da và ta quét lên để khử. Trên cái ngón tay này thì tôi sẽ hút và tôi thử cái áp sắc nó tại bên tay phải. Tôi cũng xử lý hút một cái điểm màu gần giống và tôi xử lý bên đây cái điểm màu gần giống nằm đây lên đây gần giống đó và hút lên. Và tiếp theo là xử lý cái chân của cô gái này, hút cái màu gần giống ở đây và ta lắp lên đây. Đây và cái màu gần giống đây.
ở cái viên áo này nó còn áp sắt thì là xử lý, ở chân này còn áp sắt. Ở đây tôi đã hướng dẫn cho các bạn xử lý áp sắt như thế này, và tôi sẽ kiểm tra lại những vùng chưa được hoàn chỉnh. Ví dụ như ở đây nó còn màu đen là do cái bắt rào, thì tôi sử dụng cái bắt rào xóa nó đi. Tôi sẽ xóa cái bắt rào này đi. Đây, ok, như các bạn đã thấy đây nó còn áp sắt xanh, xử lý cái áp sắt xanh ở trên đây. Và bước thứ hai, cái bắt rào tôi sẽ tạo cái lớp bóng cho cô gái, thì các bạn tạo một cái vùng tròn làm đây và chọn select rồi modify, chọn layer, chọn đây là 20, và lớp này tôi nhân lên một lớp, tôi tắt đi cái lớp này đi, và tôi vào email admin và tôi chọn ở đây shift control u để đổi thành trắng đen. Và bước thứ hai tôi sẽ chọn cái mode là highlight để làm gì, để cho nó hòa quyện vào cái background. Và tiếp theo tôi sẽ vào edit mode và chọn hue, và tôi sẽ nâng cái cần đen này về máy bên tay phải để cho nó có một cái đầu bóng ở đây. Đây các bạn thấy ở đây, và ok, và bạn sẽ chọn cái lớp mặt nạ, lớp mặt nạ ở đây, và chọn Red Tool để xóa đi những cái vùng ngoài này. Đây, bạn xóa đi. Chọn, bạn sẽ cho opacity xuống 50%. Ở cái chân cô gái này nó còn lơ lửng ở trên, thì ta sẽ lấy cỏ, ta sẽ lắp lên. Thì bước thứ hai, ta sẽ lấy ở một điểm có vị trí nằm đây, tập thành một vùng, và ta sẽ nhân lên. Ta sẽ cho là fader 20%, mình nhân lên và chọn gì để cho che lại đây, và ta sử dụng lớp mặt nạ ở đây, và ta sẽ xóa nó, ta sẽ xóa nó để lấy lại cho nó thật. Thì ok, tôi đã hướng dẫn cho các bạn thay phong cách nền. Qua cái bài này tôi muốn nói với các bạn rằng là tôi hướng dẫn cho các bạn xử lý áp sắt xanh ở trên nền xanh, và cái phương pháp là như vậy để cho các bạn áp dụng vào công việc như là thực tế. Thì đó là những cái bước mà xử lý áp sắt mà thợ thường làm nhất. Thì đây tôi sẽ giữ cái lớp ban đầu và cuối đây, và tôi sẽ group nó lại thành một nhóm. Đây các bạn hãy xem. Thì hôm nay cái bài hướng dẫn của tôi đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thấy bài này hay và hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, nhấn vào cái nút đăng ký để nhận được những cái bài mới nhất tôi hướng dẫn cho các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.